Cuộc chiến tấn công vùng đất Thotho ban đầu chỉ được chỉ huy bởi ba tên Smurf đệ của Kree. Bọn chúng dễ dàng áp đảo được Kamen Rider Cross-Z lẫn Bill Sparkling cho đến khi Sento chế tạo thành công Star Driver, biến Cross-Z trở thành Cross-Z Char. Sức mạnh của anh đã tăng vượt bậc và áp đảo dễ dàng ba tên Smurf của vùng đất Hokuto. Điều này đã làm cho thủ lĩnh thật sự của bọn chúng, Kazumi, thật sự tham chiến, xuất hiện giữa ngay trận chiến của hai phe. Anh ta cũng cầm trên tay Star Driver mang sức mạnh của Robot Zeri, ép nguồn tinh chất từ chiếc bot tàu lỏng và chuyển hóa thành Kamen Rider Kree. Đây mới thật sự là một form liên quan tới Scratch Driver, khi tất cả những phần dầu nhớt từ trong một con robot trào ra, tinh chất dầu máy tràn ngập khắp người. Phần màu vàng sẽ tạo ra bộ giáp đặc trưng với những chi tiết máy móc rải khắp từ tay cho tới vai của anh. Phần vai cũng được điểm tô bằng hai khẩu pháo, có khả năng tạo lực đẩy giúp anh di chuyển khi thực hiện đòn finish. Cùng với đó là phần dầu mái được tràn ra tạo nên phần khung của gương mặt cũng như phần giáp ngực của anh. Giống với Cross-Z Char, nhưng Kree mạnh hơn dựa trên chỉ số của Robot Zeri. Khả năng chính của anh vẫn là tung ra những nắm đấm kèm với nguồn năng lượng màu vàng bao quanh. Sức mạnh của anh có thể coi là Rider mạnh nhất thời điểm đó, mạnh áp đảo cả Cross-Z Char, nhưng phần nhiều là nhờ kinh nghiệm chiến đấu của Kazumi khi anh ta là một người hết sức thiện chiến và có lẽ đã gia nhập quân đội từ rất lâu, dễ dàng ao trình hoàn toàn một timer như Cross-Z. Kree cũng có thể kết hợp với những chiếc bottle khác nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Thường xuyên sử dụng nhất của anh là helicopter giúp di chuyển trên không trung để né tránh cũng như tấn công lấy lợi thế so với kẻ thù. Vũ khí của anh cũng là Dreamwrecker. Nhưng thay vì thô bạo như Cross-Z là lao vào đấm bằng phần mũi đục, Kree tấn công bình tĩnh hơn bằng cặp súng được trang bị trên Dreamwrecker. Giống như một cỗ máy hủy diệt sức mạnh của robot, anh tấn công tầm xa và vô hiệu hóa kẻ thù, làm tổn thương ít nhiều kẻ thù trước khi chúng có thể chạm vào người anh. Đòn tất sát từ Scratch Driver là Scratch Finish, bao phủ sức mạnh màu vàng quanh cơ thể của mình. Hai phần ống xả trên vai của anh sẽ quay về phía sau, tạo nên lực đẩy khổng lồ. Dầu nhớt tuôn ra đẩy Kree với vận tốc cực cao, anh lao thẳng vào kẻ thù với tốc độ nhanh, tiêu diệt chúng bằng cú Rider Kick.